Tập 7 Coi chừng chó sói. Mình không thể đầu hàng. Thôi nào Flora, nếu mình lấy được mấy hạt giống hoa lan kia, mình sẽ thoát khỏi ảnh hưởng chất độc của nấm. Không, mấy cái hạt giống. Chị khỏe lại chưa Flora? Chị khỏe lại rồi. Cảm ơn em. Chuyện gì xảy ra vậy? Mấy cái nấm đột biến biến đi đâu hết trơn rồi. Techna, Stella, Asa, các cậu ở đâu vậy? Chúng ta an toàn rồi. Nhưng Flora đâu rồi? Lo ra. Bạn ấy kìa. Cảm ơn trời, bạn không sao hết. Ừ, bây giờ tất cả chúng ta an toàn rồi. Cảm ơn cô tiên dũng cảm. Chào các chị Queens. Miel. Dạ, không ai có thể trung thành với các chị như em đâu. Em đã cứu tụi chị đó. Hãy nhìn kìa, những bông hoa đang nở rộ giữa bầu trời trong sáng. Có phải tất cả đều là hoa lan hay không? Chắc chắn là vậy đó. Nhưng mà lạ quá, tụi mình không gặp bất cứ thú tiên nào giữa đám nấm đột biến này hết á. Đúng vậy, chúng sợ quá nên chạy mất tiêu rồi. Giống như hai chú sói Magi đã chạy khỏi khu rừng vậy đó. Xem kìa, nấm đột biến biến hết rồi và muôn thú đang bắt đầu quay trở lại. Chúng đẹp quá. Mình muốn cởi một con. Mình cũng muốn cởi một con. Cho em đi với. Chị muốn nói chuyện với em Miel. Chị đang giận em vì em không chịu ở nhà như chị nói đúng không? Em nghĩ sao hả? Dạ, bởi vì em đã liều mình để tìm lại những hạt giống hoa lan. Em thực sự quá hấp tấp và liều lĩnh. Nhưng mà chị hãnh diện về em. Thật sao? Chị muốn bảo vệ em Miel, nhưng mà bây giờ chị đã thấy hành động của em. Chị biết em đã lớn khôn rồi. Vậy là em có thể đi với chị hả? Với điều kiện là em phải hứa cẩn thận. Dĩ nhiên rồi, em chững chạc hơn. Em không còn là đứa con gái bé bỏng nữa. Cho em bay với mấy chị kia nha. Vậy mà em ấy nói là em ấy đã lớn rồi. Đợi em với, em đang tới nè.
bạn ơi, bay nhanh lên. Chị phải cố gắng hơn nữa mới hạ được em đó. Stella lại đâu nữa rồi? Ngừng lại, ta nói ngừng lại mà. Stella đi đâu rồi ta? Tụi mình tiếp tục chứ hả? Tụi mình phải kiếm cái gì đó đe dọa sói Maggie, chứ chúng không tự tìm tới mình đâu. Lum, bây giờ chúng ta không còn hạt giống hoa lan nữa, làm sao chúng ta khống chế được nấm đột biến đây? Chúng ta phải đi tìm sói Maggie. Hai chú sói đã đưa chúng ta đến bìa rừng đó. Chúng đã không muốn băng qua đây, nhưng mà lại dẫn tụi mình tới chỗ này. Lẽ ra bọn chúng nên ở đâu đây chứ? Nhưng thật đáng tiếc là chúng đã bỏ rơi chúng ta rồi. Sự trở lại của nấm đột biến đã làm chúng sợ nên chúng bỏ đi rồi. Còn loài sói Maggie thì đang gặp nguy hiểm đó. Chúng ta cũng gặp nguy hiểm luôn. Chính các ngươi đã muốn điều này. Lum, chúng ta biến hình thôi. Vô ích thôi Aisa. Sức mạnh phép thuật bướm không làm gì được loại nấm đột biến này đâu. Nhìn kìa. Thiên nhiên đang cố chống trả đó. Nhưng mà chúng ta không có đủ năng lượng. Mình biết phải làm gì rồi. Lo ra, ý của bạn là sao? Mình sẽ dẫn các bạn đến trung tâm của khu rừng. Tới đó chúng ta phải làm gì? Làm sao có thể ngăn sự đe dọa của loại nấm đột biến ô nhiễm đó chứ? Thiên nhiên sẽ giúp chúng ta, và mình cũng sẽ giúp thiên nhiên bằng sức mạnh phép thuật bướm của mình. Đi theo mình, mau lên. Chúng ta tới rồi. Đây là thứ chúng ta tìm kiếm sao? Gốc rễ của sự đột biến. Nguồn gốc của phép thuật quan giả. Rễ cái cây đó ngâm trong hồ nước. Và đó chính là cách chúng phát tán các bào tử có chất độc lan tỏa khắp khu rừng. Đó là lý do làm loài sói Maggie bỏ chạy. Hoặc là chúng đã bị bắt. Chúng ta không thấy loài vật nào ở đây hết. Em thấy hơi sợ đó. Chị cũng vậy. Hình như là có ai đó, hoặc là có cái gì đó đang theo dõi chúng ta. Nó tới rồi kìa. Có lẽ nó bị ảnh hưởng của phép thuật quan giả. Hoặc nó đang bảo vệ cái gì đó. Hoặc là một ai đó. Coi chừng. Loa
loài nấm đột biến cũng tấn công nó luôn. Và hình như nó có thể tránh loài nấm đột biến đó. Mình quá chán mấy kẻ ăn bám dai dẳng nhớt nhợt này rồi. Quiz, biến hình thôi nào. Nhưng Bloom, sức mạnh của phép thuật bướm không thể chống lại loài nấm đột biến này. Trực tiếp thì không. Phép thuật Quiz, phép thuật bướm. Lâm, tiên nữ ngọn lửa rồng thiên. Phương xa, tiên nữ âm nhạc. Techna, tiên nữ công nghệ. Flora, tiên nữ thiên nhiên. Aisha, tiên nữ sóng biển. Stella, tiên nữ ánh sáng. Musa, nhìn kìa. Mình đã hiểu rồi. Bây giờ hãy coi mình nè. Giỏi lắm, sói Magi à. Hình như nó muốn chúng ta đi theo nó kìa. Nó không phải chịu sự ảnh hưởng của phép thuật quan giả. Nó đang bảo vệ bầy đàn của mình. Nó đang nhờ chúng ta giúp đỡ đó. Chúng ta phải làm theo những gì nó bảo. Oh!
sự thì thầm của thiên nhiên. Tôi khẩn thiết cầu xin sức mạnh của người. Tôi cần người giúp đỡ. Và tôi hứa tôi cũng sẽ giúp lại người. Không thể tin được. Bạn cứu hết mọi người đáp lo ra. Bạn không chỉ cứu nhóm mình thôi đâu. Lần đầu tiên gặp nó, em nghĩ nhìn nó thật khó gần. Vẻ bề ngoài có thể gây hiểu lầm mà, Miel. Ơ, không, khoan, làm cái gì vậy hả? Nó làm mình nhớ tới số con quá. Và vào giây cuối cùng, loài sói Magi đã làm một cú nhảy ngoạn mục và tấn công loài nấm đột biến đang định tấn công con đó. Hả? Nó thật là dũng cảm đó. Nó không hề từ bỏ giây phút nào hết. Một anh hùng thực thụ. Hả? Có chuyện gì vậy? Lộn xộn quá vậy. Được rồi, có lẽ chúng ta nên đi thôi. Chó con, chó con à, đúng là một cậu nhóc bự con dễ thương quá đi à. Chúng ta đi chứ. Không, dừng lại đi. Dừng lại, dừng lại. Và có vẻ như những hiện tượng này thật ra là một hình thức của sự ô nhiễm phép thuật. Như các em thấy đó, vẫn còn rất nhiều điều để học về thế giới quyền bí của phép thuật quan giả. Thầy muốn cho các em thấy cái này. Làm ơn giữ im lặng tuyệt đối. Đây là một thí nghiệm hết sức là tinh tế đó. Có chuyện. Đủ rồi.
Ngồi xuống. Đủ rồi, có nghe không? Đừng làm vậy nữa. Flora đang ra uy với Amarok đó, nhưng mà có vẻ không hiệu quả cho lắm. Nghe trộm là không lịch sự đâu. Vào đây đi. Ồ, các cô tuy nhỏ, mấy cô có định coi trường Squirt và Amarok không vậy? Dạ đúng rồi thưa giáo sư. Nhưng rõ ràng là các em ấy không chăm nổi. Nói cho mình biết mình làm cách nào đi. Muốn gì mình cũng cho bạn hết. Sớm muộn gì thì tụi nó cũng hết quậy thôi. Ít ra thì không thể tồi tệ hơn. Thôi mình lấy lại lời nói lúc nãy nha. Chuông hết giờ học treo khi nào vậy các em?